Để tiếp theo chương trình, xin mời các anh chị chúng ta cùng chuyển sang cái trường hợp thứ hai của chủ đề tính tích phân kép. Thì là chủ đề thứ hai của chúng ta là miền D sẽ là một miền hình bình hành, cụ thể như sau. Ở đây giả sử chúng ta cần tính tích phân kép y bằng tích phân kép trên miền D của hàm hai biến fxy dx dy. Đấy, miền D của ta là miền hình bình hành D, là miền hình bình hành được xác định như sau, là miền hình bình hành tức là D giới hạn bởi hai cặp đường thẳng song song, hai cặp đường thẳng tương ứng song song. Cặp thứ nhất là a1x cộng b1y bằng c1. A1x cộng B1y bằng C2. Và cặp thứ hai, đấy, cặp thứ nhất là hai đường thẳng song song với nhau, cặp thứ hai cũng là hai đường thẳng song song với nhau, đó là A2x cộng B2y bằng D1. Và A2x cộng B2y bằng D2. Đấy, D2. Như vậy là đấy, miền D của ta nó sẽ là một cái hình bình hành kiểu nó như thế này. Đấy, trong mặt phẳng tọa độ ta biểu diễn là nó sẽ là một cái hình bình hành. Đấy. Thì nếu như chúng ta mà đưa nó về tích phân lập như trường hợp 1, thế thì chúng ta phải chia cái miền này ra thành các cái tam giác thì chúng ta mới đưa được, mà khi đó thì nó rất là phức tạp. Đấy. Thì trong cái trường hợp như thế này thì người ta có một cái phép đổi biến số mà để cho cái bài toán nó đơn giản hơn rất nhiều, cụ thể như sau. Thì ở đây ta sẽ đổi biến sang UV, sẽ đổi biến sang UV, đổi biến sang UV, rồi sau đó chúng ta mới sử dụng tích phân lập. Đấy, khi đó thì nó rất là dễ. Đấy, cụ thể chúng ta đặt bước một, ta đặt U bằng A1x cộng B1y, A1x cộng B1y và V bằng A2x cộng B2y. Đã, sau khi đặt UV như thế này rồi thì chúng ta sẽ suy ra được giá trị UV theo xy, chúng ta giải, tôi xin lỗi, là giải xy theo UV. Đấy, ta sẽ tìm được xy theo UV. X sẽ bằng x của UV, tôi giả sử như này. Y sẽ biểu diễn theo UV, nó chính là hàm y của UV. Đấy, như này, ta sẽ suy ra được. Thì từ đây thì chúng ta sẽ đổi được cái miền D nó về. Ở trên là D nằm trong mặt phẳng xy, dxy thì biểu diễn bởi bốn đường thẳng như thế này. Thế sau khi mà chúng ta chuyển sang đổi biến sang UV thì chúng ta thấy là chúng ta lúc này chúng ta sẽ miền D UV sẽ giới hạn bởi bốn đường thẳng và U bằng C1. Đấy, U bằng C2. Rồi đây là V bằng D1 và V bằng D2. Thế như vậy là chúng ta thấy lúc này ta đưa được nó về miền hình chữ nhật. Đấy, miền hình chữ nhật. Bởi vì các cái đường thẳng U bằng C1 và U bằng C2 này nó là các cái đường song song với lại các cái trục tọa độ. Là do đó mà ở đây cái D của UV thì ta thấy ngay là U nó sẽ chạy từ C1 đến C2. Đấy, U sẽ nhỏ hơn C2, lớn hơn bằng C1. Và tương tự V sẽ nhỏ hơn bằng D2 và lớn hơn bằng D1. D1. Đấy, D1. Thì chúng ta chặn được cả hai biến U và V. Đấy, chặn được hai biến U và V rồi thì đến đây chúng ta sẽ sử dụng được cái tích phân lập theo U và V hết sức đơn giản.
Thế tuy nhiên để đổi sang biến UV thì chúng ta cần phải nhớ cái định thức Jacobi. Tức là bước 2 chúng ta cần phải tính định thức Jacobi. Bước 2 là tính định thức Jacobi. Định thức Jacobi. Đấy, định thức Jacobi là G. G sẽ bằng x phải theo U. Định thức cấp 2, x phải theo U, x phải theo V và y phải theo U, y phải theo V. Đây, chúng ta dựa vào các cái hàm x, uv và y, uv mà chúng ta đã tìm được ở trên để chúng ta tính định thức này sẽ nó bằng bao nhiêu. Bước thứ ba là sau khi chuẩn bị các cái bước trên rồi thì chúng ta chuyển sang y, lúc đó nó sẽ phải bằng trên cái miền tích phân ta lấy trên miền duv. Thế nên lúc đó y sẽ bằng tích phân từ C1 đến C2 đấy, của DU. Đấy, U chạy từ C1 đến C2 thì của DU. Và tích phân từ D1 đến D2 của hàm FXY. Đấy, hàm FXY của ta trên. Thì x lúc này ta sẽ biểu diễn theo UV, tức là XUV. Đấy, XUV. Y ta biểu diễn theo UV, tức là hàm IUV. Đấy. Chúng ta nhớ ở đây chúng ta phải nhân với trị tuyệt đối của cái định thức Jacobi, tức là trị tuyệt đối của G. Đấy. Trị tuyệt đối G. Và chúng ta ở đây nó là DV. Thế như vậy là chúng ta đã chuyển sang được. Đây thì chính là một cái tích phân lặp của hai biến U và V. Như vậy là chúng ta đã biết cách tính tích phân lặp. Do vậy mà hoàn toàn chúng ta tính được Y trong trường hợp như thế này. Tiếp theo thì xin mời các anh chị chúng ta cùng đến với lại một ví dụ trong cái trường hợp 2 của chúng ta.